quan tâm đến cái việc tích hợp. Số bạn thì cứ bảo rằng là nó không khác gì so với 15 năm trước, nhưng mình thấy về cái cách tiếp cận và cái mức độ yêu cầu nó khác hoàn toàn. Mức độ yêu cầu những cái gì mà nó trừu tượng và nó lắt léo đánh đố quá là gần như là cắt, chuyển đến mức độ hiểu thôi. Đứng trước một cái vấn đề trong cuộc sống, một cái bài toán trong cuộc sống, thì học sinh có thể là biết cách là xây dựng cái mô hình toán cho cái bài toán thực tế đó và vận dụng kiến thức toán để giải quyết cái bài toán đó. Học sinh cảm thấy ồ, cái công thức này rất là hay, nó sẽ có một cách tiếp cận thế nào, nó sẽ đến hỏi cô ơi, cô còn công thức nào nữa không, có muốn học tiếp. Ví dụ như là tự nhiên nó có một cái gì đấy, toán học nó không phải là một cái gì quá khô khan nữa. Đấy, nó sẽ gắn liền với đời sống hơn. Toán dường như là môn ghi nhận nhiều ý kiến tích cực nhất khi đánh trúng vào tâm lý mong muốn đưa toán học gần gũi hơn với thực tế. Còn riêng môn ngữ văn, một điểm đáng chú ý là chương trình xây dựng theo hướng mở và chỉ còn 6 tác phẩm bắt buộc, ủng hộ xóa bỏ cách dạy đọc chép truyền thống trong môn ngữ văn. Tuy nhiên, theo cô Trịnh Thu Tuyết, việc lựa chọn 6 tác phẩm này vẫn chưa thực sự hợp lý. 5 tác phẩm là giai đoạn văn học trung đại và chỉ có 1 tác phẩm văn học hiện đại. Thay vì là 6 tác phẩm mang tính bắt buộc như thế thì hãy đem đến một cái gương mặt đầy đặn hơn cho văn chương về giai đoạn, về thể loại, về cảm hứng. Ngoài ngữ văn và toán, dự thảo chương trình các môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng công khai trên website của Bộ để lấy ý kiến dư luận trong 2 tháng. Dự kiến tháng 4 tới sẽ công bố chương trình chính thức.